Oppo Camera Full hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào hai bạn. Hôm nay cũng đen, bên đây cũng đen. Nhưng mà bên đây chắc là do người ta có tuổi hơn, cho nên là người ta cần có một chút phụ kiện lấp lánh. Phải, đồng phục. Đồng phục gì? Pha chế. Bartender và chủ quán. Bây giờ mới thấy trên cái áo của bà thím dân ốc có cái mặt của ai đó. Không, nhìn giống đầu bò ha. Cao bồi. Có, mặt này là mặt lady, mặt em nè. Mặt người ta này là V-Lai, còn bà là U-Lai. U-Lai. O-Lai. O-Lai hả? Em là ốc mà, O-Lai. Sao nói Thu Trang? Gì Thu Trang sao em? Phong cách tóc biết của ai không? Ai vậy? Park Shin Hee. Neka deureureo gandago haechi. Neka gidareureo haechi. Jaebal jom neka isseureon geose isseo. Appuro deunghagyudo da narang gatchi. Nae mal jom deureureo. Arasseo. Joyeonghaga. Cái này nó giống như là cái áo mà xưa đã mặc rồi ở đây. Cái mình nè không? Cái này đúng ra mặt dày à. Xong cái tự nhiên nãy đi ngang cái quạt máy nó chém đứt hạt rồi ra bốn cái vậy. Không, như vậy cũng hay chứ dòm như phong cách hải sản. Không phải, phong cách kiếm hiệp á anh hồi xưa. Giống con bạch tuộc em ơi. Cái này là mỗi người một cộng là đứng ở tứ phía luôn. Ừ. Coi chừng cách cái đầm mượn của người ta đó. Đón xem Dọc Ải Dọc Ai tập 4 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7.